Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế, trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn xác định quan điểm, mục tiêu nổi trội và xuyên suốt là trở thành một thành phố xanh, có nền kinh tế xanh. Đây là quan điểm phát triển toàn diện, hài hòa dựa trên 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị ngay từ bây giờ. Quan điểm của quy hoạch là phát triển kinh tế theo hướng hài hòa với tự nhiên, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, sẽ phát triển Hưng Yên theo hướng đô thị xanh thông minh dựa trên hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ. Mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh, tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên là thành phố xanh và đạt mức phát thải ròng bằng không. Trong cái định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh, về cơ bản cũng đã đi theo hướng xanh hóa. Tỉnh chúng ta sẽ tiên phong trong câu chuyện là phát triển ở đô thị sinh thái, khu công nghiệp sinh thái, rồi nông nghiệp xanh. Và đây cũng là cái xu hướng rất quan trọng đối với Việt Nam chúng ta, đó là xanh hóa và số hóa phát triển bền vững. Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ chuyển đổi phát triển công nghiệp từ nâu sang xanh, tập trung thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng sạch, phát thải carbon thấp, hình thành các khu đô thị sinh thái, đô thị xanh, đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng sinh thái, gần gũi với thiên nhiên, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ sinh thái, hiện đại, bền vững. Nhiều mục tiêu, cụ thể nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra để đạt được yếu tố xanh trong phát triển. Tuy nhiên, có những thách thức không nhỏ để Hưng Yên đạt được mục tiêu trở thành thành phố xanh, có nền kinh tế xanh. Phải nhận diện được là những cái giá trị văn hóa nó đã tương xứng với lại cái đòi hỏi là phát triển xanh chưa? Xanh là cao lắm đấy. Phải làm sao mà xoay chuyển được, phải đưa ra một cái nhận thức mới cho người dân Hưng Yên. Mà muốn làm như vậy thì phải đưa ra quy chuẩn, quy chế, nhưng mà có cái tính gọi là khuyến khích, có cái tính cạnh tranh ở đây. Muốn văn hóa lên cao là phải đưa cái tinh thần cạnh tranh vào. Mà đua tranh thế giới, đua tranh toàn cầu. Mà tôi lại vẫn nhắc lại cái cách tiếp cận của Hưng Yên là cái khuynh hướng cạnh tranh đua tranh toàn cầu như thế nó đi trình rõ rồi. Những cái hạt nhân giống như Ospark, giống như Ecopark là rất hay. Thì đấy là xanh đấy. Có nhiều thách thức được đặt ra, nhưng với tư duy tầm nhìn đột phá, cùng các lợi thế nổi trội cũng như nền tảng sẵn có, Hưng Yên sẽ quyết tâm cao độ để trở thành nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng, có sự phát triển bền vững. Hiện chỉ số xanh cấp tỉnh của Hưng Yên đang ở top đầu cả nước với vị trí thứ tư. Chuyển đổi xanh, thực hành xanh đang được chính quyền, nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh chung tay thực hiện và là tiền đề để xây dựng một Hưng Yên xanh.